Hello nha nha. Các bạn muốn trở thành ninja thì chỉ cần sở hữu hai chiếc phi tiêu là chúng ta tự tập ném phi tiêu ở nhà rồi. Đó. Đây, một là các bạn tự làm, hai là anh em đặt mua trên mạng, đặt mua trên Facebook về để tập chơi cả nhà. Đó. Và nơi chơi thì phải không có người, không có trẻ em ở gần nha, nếu không rất nguy hiểm nha. Đây, bây giờ tôi sẽ phong vào thanh gỗ này. Anh em xem. Đây này, bây giờ xem phi tiêu này ném vào đây này, xem sức mạnh của nó này, để xem anh em trở thành ninja không. Đây, tôi phóng vào thanh gỗ kia, một phát là ăn ngay đấy. Xem lại góc quay khác nha anh em. Này, anh em xem lại góc quay khác này. Wow, quá chất luôn anh em ạ. Ăn ngay phát một đây. Ăn ngay phát một này, ăn ngay phát một này. Ăn ngay phát một này, ăn ngay phát một này. Quá ghê, quá ghê.